Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Talk cùng Helen Lan, một hệ thống video mà Lan làm để chia sẻ với các bạn vào 8 giờ sáng hàng ngày. Ngày hôm nay Lan đang ngồi ở ban công hiên nhà và đang làm việc vào buổi sáng. Lan có đọc được một câu hỏi của một bạn nói rằng là chị hãy chia sẻ bí quyết thành công của chị. Bí quyết thành công thì của Lan chỉ có 2 từ thôi. Một là không dừng lại, hai là học hỏi không ngừng. Chỉ có 2 từ này thôi. Bởi vì làm sao? Chúng ta biết rằng là công việc kinh doanh thì thay đổi thường xuyên, thị trường thường xuyên thay đổi. Do đó thực sự là không thể nói rằng chúng ta biết bao nhiêu là đủ, học bao nhiêu là đủ. Hiểu biết ngày hôm nay của tôi đã đủ rồi, và tôi đã nắm được hay tôi đã hiểu được hay là tôi đã thông thạo thị trường này rồi. Chúng ta hoàn toàn không thể tự tin về điều này, đúng không ạ? Thế nên là cái điều mà Lan thấy rằng là cái thành công lớn nhất của mình là khả năng học tập. Học hỏi không ngừng nghỉ, học hỏi từ những người bạn bè, từ những người thầy, từ sách vở. Có từ nói là gì? Sách chính là người thầy lớn lao nhất của cuộc đời. Vừa là người thầy lớn nhất mà lại là người thầy miễn phí, mà lại người thầy dễ tìm, mà nó đầy đủ về tất cả các kiến thức ở trong sách. Vậy thì sách là điều đầu tiên chúng ta phải áp dụng để chúng ta học tập. Và chúng ta phải có thói quen mỗi một tháng đọc một vài ba cuốn sách. Và chúng ta không nhất thiết phải đọc các cuốn sách khác nhau, không nhất thiết liên tục phải đọc những cuốn sách mới. Nếu chúng ta đã tìm thấy những cuốn sách mà chúng ta thực sự tâm đắc thì chúng ta hãy đọc đi, đọc lại. Chúng ta hãy nghiền ngẫm những cuốn đó và thi thoảng đọc thêm những cuốn mới cho những lĩnh vực mới mà chúng ta muốn tìm kiếm. Thứ hai nữa là ngày nay là thời buổi của công nghệ, mọi thứ không phải là có ở trong đầu nữa, nhớ không ạ? Mọi thứ có trên đầu ngón tay, mọi thứ đều có ở trên đầu ngón tay. Chỉ cần bạn biết dùng đầu ngón tay, bạn biết dùng mạng internet, bạn có thể tìm kiếm được bất kỳ điều gì ở bất kỳ ở đâu. Và có một cái mẹo trong cách học Lan chia sẻ với bạn. Đấy là cách học là bạn phải học thật sâu vào một vấn đề. Bạn không phải đào một tầng vấn đề, mà đào vấn đề xuống nhiều tầng, nhiều tầng, nhiều tầng và nhiều tầng. Khi bạn có một từ khóa nào đó, bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu đầu tiên về từ khóa đó. Trong những bài đó sẽ có những từ khóa mới, bạn tiếp tục đào xuống những từ khóa mới. Và sẽ có những từ khóa mới tiếp theo, bạn tiếp tục đào tiếp theo. Bạn sẽ tìm ra được gốc, cái chân tướng của vấn đề để mà bạn có thể giải quyết và hiểu vấn đề ở tận gốc. Đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta không chỉ nói là học, mà chúng ta phải học như thế nào, cách học như thế nào để cho hiệu quả, học từ đâu và học từ những người thầy. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta phải có những người mà chúng ta hâm mộ, chúng ta yêu thích và chúng ta thường xuyên follow theo dõi họ, không kể rằng họ có làm trong lĩnh vực của người ta, của mình hay không. Kể cả khác lĩnh vực, bạn vẫn học được từ họ rất nhiều trong cách làm. Tôi giai đoạn hiện tại nghiên cứu rất nhiều về cách làm marketing của Sơn Tùng MPP, một ca sĩ. Không hề liên quan đến kinh nghiệm ngành nghề của mình, đúng không ạ? Do đó chúng ta phải có những cái đối tượng để chúng ta thường xuyên hâm mộ và thường xuyên theo dõi, cập nhật, học cách làm từ họ. Ngoài ra bạn không quên tạo dựng cho mình một hệ thống 5 người bạn thường xuyên gặp nhất. Đấy là 5 người mà bạn mong muốn được trở thành họ, mong muốn bạn, 5 người mà bạn mong muốn được giống như họ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cần có 5 người chúng ta thường gặp. Thường chúng ta hay có một câu nói là gì? Thu nhập của bạn bằng bình quân thu nhập của 5 người mà bạn hay gặp nhất. Không có lý nào bạn chơi với những người thu nhập vài trăm triệu một tháng mà thu nhập của bạn vài triệu một tháng cả. Họ sẽ có cách để giúp đỡ bạn, hoặc bạn sẽ học được từ họ, hoặc bạn sẽ biết cách để cùng họ đầu tư, tham gia vào những cơ hội của họ mà bạn không bị tụt lùi lại. Và đấy chỉ là tiền thôi, những cái quan trọng. Tiền được quyết định bởi kiến thức. Khi bạn chơi với họ thì bạn học được những kiến thức, những tư duy, những cách nghĩ của họ để giúp bạn hoàn thiện. Và bạn biết rằng tất cả những người giàu có họ đều có khả năng học hỏi cực tốt. Và bạn sẽ học những thứ mà họ học để giúp đỡ cho mình phát triển. Điều mà tôi muốn nói không thể thiếu của việc học hỏi không ngừng, nó là việc không dừng lại. Để bạn có thể thành công, để bạn có thể thành công, không gì bằng việc bạn không bao giờ chịu dừng lại.
Thật ra là tôi không thua, tôi không học, bởi vì tôi chưa dừng lại. Ngày nào bạn chưa dừng lại nghĩa là ngày đấy bạn còn chưa thua. Và bạn phải có khả năng đứng lên liên tục sau tất cả các vấp ngã thì bạn mới có thể có một ngày trở lên thành công được. Tôi đã từng vấp ngã rất là nhiều, đã từng có những cái giai đoạn mà chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình kinh doanh 4 lần liên tiếp, và mỗi một lần như một nhát dao cứa vào tim. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua những điều đấy khi mình bắt đầu kinh doanh cả. Ai bắt đầu kinh doanh đều nhìn thấy sự hào nhoáng, nhưng kinh doanh không phải là sự hào nhoáng. Và thành công, con đường đi đến thành công không bao giờ là dễ dàng cả. Bạn phải trải qua những lúc khó khăn tột cùng, bạn phải trải qua những lúc cả tủi thân, cả không được ai ghi nhận, cả những lúc bạn nghi ngờ chính bản thân mình rằng thực sự mình có khả năng làm điều này không, cả những lúc bạn thấy rằng bạn không còn niềm tin, không còn chỗ dựa, không còn biết làm gì để có thể đi đến đích, không còn biết làm gì để thành công nữa, bạn vẫn không dừng lại. Và chỉ bằng cách không dừng lại, liên tục đi tiếp và học hỏi không ngừng, học một cách đúng, đúng cách học, thì bạn mới có thể đi đến thành công. Cách để tôi đi đến thành công chỉ có hai từ: không dừng lại và học hỏi không ngừng. Và tôi tin rằng đây là hai điều chắc chắn không thể thiếu với bất kỳ ai muốn thành công. Và tôi cũng mong bạn hiểu rằng trong mỗi một con người đều có nhiều giá trị khác nhau, nhưng trong một con người thành công chắc chắn phải có sự dũng cảm, chắc chắn phải có sự gai góc, chắc chắn phải có ý chí, quyết tâm và lòng dũng cảm để vượt lên tất cả những khó khăn, thì bạn sẽ trở thành một con người thành công. Và bạn hãy nhớ rằng cho dù chúng ta có vất vả đến đâu, cho dù chúng ta có khó khăn đến đâu, thì một điều không thể thiếu là bạn luôn luôn giữ cho mình một tâm thế tươi cười. Bạn vẫn luôn cảm ơn đời mỗi ngày, cảm ơn cuộc sống mỗi sáng mai cho ta còn được thức dậy, để ta được học hỏi, để ta được vui vẻ, để ta được vượt qua khó khăn, để ta còn có cơ hội nhìn thấy những người xung quanh và vượt lên những gì đang đối diện trước mắt. Bạn đừng chọn cách nhìn vào mọi thứ bằng tiêu cực, bằng một cái lăng kính của sự mệt mỏi. Cho dù khó khăn đến đâu, cho dù vấp ngã đến đâu, chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy mình mệt mỏi. Bất kỳ ai hỏi tôi đều nói rằng tôi đang vui, bởi vì tôi chọn cách nhìn cuộc sống là tích cực. Tích cực ngay trong lúc khó khăn nhất, chứ không phải khi bạn thành công bạn mới tích cực. Và khi bạn tích cực thì bạn giữ được nguồn năng lượng trong mình, bạn giúp cho mình luôn luôn có tinh thần để chiến đấu. Cảm ơn bạn và chúc bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo của Talk cùng Helen Lan.